Hóa, 100 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Tại sao các ngươi không đi cướp đi? Một gã đệ tử thế gia chửi ầm lên, giá tiền này cơ hồ tương đương với một kiện ngũ giai huyền khí. Tiêu Khinh Vương ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp lười biếng nói: "Không có tiễn cút ngay, vị kế tiếp. Ngươi, các ngươi cũng quá phận. Ở đây có ai không phải thiên chi kiêu tử, còn có võ đạo tiền bối. Thành viêm vũ của các ngươi thành lập mới bao lâu?" Thật không ngờ lại tùy ý làm càn, căn bản không đặt tất cả chúng ta vào mắt. Tên đệ tử này tức giận sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng kêu gào, muốn kích thích mọi người công phẫn. Lần này quả nhiên có tác dụng, dù sao 100 vạn trung phẩm nguyên thạch quá mức buồn nôn, ai cũng không cam tâm tình nguyện, nhao nhao hưởng ứng, chửi ầm lên. Tiêu Khinh Vương nhướng mày, nhìn qua hai người khác, ba người lập tức thần sắc trở nên âm lãnh, khí thế trên người bộc phát. Lý Vân Tiêu lúc trước bàn giao, chỉ để ý lấy tiền, có phản kháng trực tiếp giết là được đánh không lại hắn sẽ có cứu binh, hắn sẽ tới trước tiên. Đối với mệnh lệnh này, tuy ba người cảm thấy rất chóng mặt, nhưng vẫn chấp hành nghiêm chỉnh. Lúc này ba ngàn võ giả đã hành động, trong khoảnh khắc vây quanh nơi đây, vẻ mặt đầy dữ tợn, đang chờ tiêu khinh vương hạ lệnh. Tiêu khinh vương giết người vô số, tự nhiên sẽ không nương tay, đang muốn hạ lệnh thì đột nhiên trên bầu trời có tấm bia đá, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như thiên thạch rơi xuống mặt đất, áp thẳng vào tên đệ tử thế gia kia mọi người nhao nhao kinh hãi không thể ngờ trong trường hợp này còn có kẻ dám ra tay giết người hoảng sợ kịch liệt thối lui tên đệ tử nháo sự kia định trốn nhưng trên người bị lực lượng gì đó tập trung căn bản không cách nào nhúc nhích mảy mày. nhìn thấy tấm bia đá rơi thẳng xuống ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ tuyệt vọng hét lớn đừng đừng giết ta cứu mạng cứu ta oanh không hề lo lắng tấm bia đá đè xuống đất tên đệ tử kia bị ép vào bên dưới sợ là đã phấn thân toái cốt Tấm bia đá cổ xưa có văn tự lưu truyền, giống như mộ bia của tên đệ tử kia, nhìn qua mà giật mình. Thân ảnh Lý Vân Tiêu xuất hiện trên đầu tường, lạnh giọng nói. Không có tiền thì cút, kẻ nháo sự ác ý phải chết. Chi? Mọi người chỉ cảm thấy hàn khí sông lên đầu, cơ tất cả thế lực nam vực đều tiến vào thành viêm vũ. Loại tràng diện lớn này, vậy mà không nói gì trực tiếp ra tay đánh chết người, hắn sẽ không sợ sinh ra bạo động sao. Tất cả mọi người trên chán đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Khinh Vương ba người cũng là ngạc nhiên không thôi, trong nội tâm phát lạnh. Lý Vân Tiêu cho bọn họ cảm giác càng ngày càng không thấu, sát phạt quả quyết, thủ đoạn lôi đình. Lý Vân Tiêu nhìn thấy mọi người sợ hãi, lãnh đạm nói: "Trong lòng các ngươi khẳng định không phục, ta hiểu. Nhưng đây là mệnh lệnh do ba đại tông phái ban ra, bất luận kẻ nào ở trong thời kỳ này nháo sự tại thành Viêm Vũ, giết không tha. Ta chỉ chấp hành mệnh lệnh của ba đại phái mà thôi, có nghi vấn, thỉnh chư vị tìm ba đại môn phái cố vấn đi." Trời ạ. À. Trong nội tâm của mọi người hiện tại mắng chửi không thôi, vậy mà mang ba đại phái ra làm tấm chắn cho mình, nhưng không ai dám nói thêm cái gì nữa. Rốt cục có một gã Vũ Hoàng giận dữ quát, "Giữ gìn nội thành trật tự là đương nhiên, nhưng tiểu tử ngươi cầm lông gà làm lệnh tiễn, một mình thiết lập thu phí cao như vậy là không đúng." Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lại, khẽ nói, "Cầm lông gà làm lệnh tiễn, rất tốt, ý ngươi nói mệnh lệnh của ba đại phái là lông gà." Ý của người ta sẽ truyền đạt cho cao nhân của ba đại phái Tên Cường Giả Vũ Hoàng nội tâm chấn động mạnh mẽ Mồ hôi lạnh đầm đìa Tụ Thiên Tông, Thiên Hạc Các Độn Thế Cốc là ba đại phái đại biểu cho thế lực Nam Vực Tại Nam Vực pháp lệnh như núi Hú chi ba phái cộng đồng hạ pháp lệnh Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ Nhưng nếu ba phái thật sự tích cực Vậy cũng không có quả ngon cho hắn ăn Lập tức nói quanh co muốn giải thích Nhưng Lý Vân Tiêu lại lười để ý đến hắn Cười lạnh nói Công có thể ăn bậy, ăn bậy nhiều lắm là chết một người. Lời nói không thể nói lung tung, nói sai có khả năng chết cả nhà. Hy vọng mọi người nói chuyện làm việc nên suy nghĩ nhiều, thành viêm vũ là địa bàn của ta, lão tử một người nói tính toán. Cho dù ngươi là nhân vật cái thế, nhưng tới đây cũng phải thành thành thật thật nằm xuống cho lão tử. Không muốn nằm xuống, hoặc là xéo đi, hoặc là ta ra tay phanh thầy. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, loại cùng vọng này nói không nên lời cho dù là ba đại phái cũng không dám nói a à. đây không phải đắc tội tất cả mọi người sao hắn rốt cuộc có lực lượng gì mà hung hăng càn quấy như thế ha ha đã nói khí phách tiễn đa đa nhịn không được tán thưởng loại khí phách uy vũ này ngay cả hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng lý vân tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn vào mắt nói chư vị tiếp tục đấu giá hội sắp bắt đầu quá thời hạn không đợi hắn ném những lời này sau đó biến mất ở đầu tường khối giới thần bi cũng lóe lên rồi biến mất. Trong nơi này, chỉ có một cái vực sâu làm cho tâm thần người ta bị chấn nhiếp, Z Zun không dám nói gì. Tu Di Sơn hai ngày sau sẽ mở ra, hiện tại dám tới đây tham gia đều là thế lực lớn, nhao nhao vội vàng móc nguyên thạch ra, sợ bỏ qua đấu giá này thì khóc không ra nước mắt. Lý Vân Tiêu đứng trên đầu tường thành viêm vũ nhìn xuống, đang muốn ly khai, đột nhiên trong nội tâm hơi động một chút, chỉ thấy sau lưng có người xuất hiện. Ngươi làm sao có thể không bị trận pháp chế ước? Ngươi làm như thế nào đến? Người nọ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, giọng nói vô cùng thanh thúy, lộ ra ngữ khí khó tin. Lý Vân Tiêu quay người nhìn qua người tới, cười nói: "Tân điện hạ, ta với ngươi rất quen nhau sao? Tại sao phải nói cho ngươi biết?" Người nọ chính là Tân Như Ngọc, Lý Vân Tiêu vừa mới ra tay hắn thấy rõ, dường như cũng không bị cấm chế chế ước, có thể tùy thời vận chuyển chân khí, cho nên nghi hoặc hỏi ra, ai biết lại bị Lý Vân Tiêu chống đối, lập tức giận dữ sắc mặt tái nhợt tức giận nói: "Chuyện này bỏ đi, ta hỏi ngươi, Nhạc Cửu Lâm đi đâu?" Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hắn, nói: "Nhạc Cửu Lâm không phải chó của ngươi sao? Chó của ngươi biến mất liên quan gì tới ta? Nơi này là Thành Viêm Vũ, không phải thành thượng dương của ngươi, không tới phiên ngươi làm càn." "Cái gì?" Tân Như Ngọc không thể tin được lỗ tai của mình, hắn hoài nghi mình nghe lầm, hắn ngạc nhiên nói: "Ngươi, ngươi dám nói như vậy với ta?" hắn là thái tử hỏa ô đế quốc trong thiên hạ là vương thổ tại hỏa ô đế quốc này trừ mấy môn phái tuyệt cường như tụ thiên tông ra hắn chính là trí cao vô thượng vạn người kính ngưỡng tồn bây giờ đối phương lại nói đây là thành viêm vũ không cho phép hắn làm càn thành viêm vũ cũng không phải thuộc quản lý của hỏa ô đế quốc sao hắn ngây ngốc lập tức giận không kềm được trên người bắt đầu thả bạch quang ra giống như từng viên minh châu khảm nạm trên thân thể hào quang này chuyển động dường như muốn kết nối với nhau nhưng rốt cục chậm rãi nhạt xuống cuối cùng biến mất không thấy gì nữa trong mắt lý vân tiêu mang theo vui vẻ lạnh lùng nhìn hắn tân như ngọc thần sắc biến hóa chân khí của hắn mới vận chuyển được một nửa đã bị lực lượng kỳ dị trên khâu trung chặt dứt nhưng hắn vẫn tỏa ra sát khí lưng lệ trong tay cầm một ngọc xích hóa thành kiếm quang chém thẳng vào lý vân tiêu kiếm quang ra tay lúc kim quang đại thịnh nhưng chém ra vẫn bị cửu cung vô trần trận ảnh hưởng trở nên ảm đạm dừng lại Lý Vân Tiêu khinh thường xùy cười một tiếng, ngón tay điểm xuống, đạo ánh sáng màu xanh trực tiếp hiện ra, trực tiếp ngăn cản kiếm quang lại. Sau đó năm ngón tay của hắn như núi, vài đạo kiếm khí lăng không tạo ra, ngưng tụ trong tay tập trung vào Tân Như Ngọc, lãnh đạm nói. Ngươi có tin ta hiện tại không vui, liền giết ngươi. Tân Như Ngọc thật biến sắc, sợ hãi nói. Ngươi, ngươi vậy mà không có bị trận pháp chế ước, làm sao có thể? Đây chính là trận pháp do hai vị trận đạo đại sự của độn thế cốc Bồ Chí A. Nhưng càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm là kiếm quang trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu mang cho hắn cảm giác vô cùng bá đạo. Hơn nữa trong mắt của hắn là ánh mắt khinh thương thương sinh, lạnh lùng tới mức đáy lòng của hắn rét run. Hắn tin tưởng nếu đối phương thật sự không vui, thật sự sẽ ra tay giết hắn. Tuy suy nghĩ này quá khó tin, trên lý trí không cách nào tiếp nhận được, mình nói như thế nào cũng là thái tử điện hạ hỏa ô đế quốc, thân phận vô cùng tôn quý hơn nữa sau lưng còn có bối cảnh thiên châu môn cùng tụ thiên tông nhưng hắn không biết vì cái gì loại cảm giác này lại thập phần rõ ràng làm cho hắn vững tin lý vân tiêu nhất định nói được làm được không chút nương tay giết hắn cả đời tân như ngọc chưa bao giờ chịu thua vào thời khắc này hắn thật sợ cắn răng xanh mặt không nói rất tốt rất nghe lời lý vân tiêu khinh miệt thu hồi kiếm quang lạnh giọng nói đừng tưởng rằng ngươi là thái tử ở trước mặt ta ngươi chẳng là cái dễ hành gì cả Huỳnh Dương Kiệt và Chu Ngọc Sơn chính là ví dụ tốt nhất, ta không hy vọng kẻ ngu xuẩn tiếp theo sẽ là người. Hắn lạnh lùng nhìn qua Tân Như Ngọc sau đó quay người rời đi. Tân Như Ngọc đứng tại chỗ, cảm giác khuất nhục lớn lao sông lên đầu, tức giận đến mức mặt đen lại. Trong mắt Lý Vân Tiêu hắn chẳng là con châu chấu nhỏ, căn bản chỉ là con châu chấu đá loạn. Thẳng đến trận chiến Kim Ô Lôi Bệ Thần mới chính thức tiến vào mắt hắn, bị coi là đối thủ tiềm ẩn, nhưng mà chỉ là tiềm ẩn mà thôi. Thế nhưng mà hiện tại Lý Vân Tiêu từ trên Quỳnh Hoa Đảo mang hơn phân nửa tinh thạch danh ngạch trở về, lập tức thành nhân vật số má đệ nhất nam vực ai ai cũng biết. Tân Như Ngọc lúc này mới cảm giác được cảm giác nguy cơ, cảm thấy Lý Vân Tiêu có lẽ là hắn lớn nhất đối thủ. Nhưng không nghĩ tới. Chính mình trong mắt hắn thì ra không tính là dễ hành gì cả. Thật giống như một phú ông trăm vạn vẫn xem thường một tên ăn mày, còn bất chợt châm chọc khiêu khích, thời điểm này mới phát hiện thì ra tên ăn mày chính là phú ông ngàn vạn hơn nữa căn bản không có xem hắn là thứ quan trọng gì vẫn cảm thấy sự ưu việt trong suy nghĩ của mình loại cảm giác nhục nhã thất bại này làm cho tân như ngọc vốn cao cao tại thượng vô cùng cao quý xấu hổ và giận dữ khí huyết không thông hắn phun một ngụm máu tươi hai mắt của hắn đỏ bừng hắn hét to giận dữ lý vân tiêu ngươi là dân đen hạ lưu lại dám mệt thị ta thật đáng chết đáng chết à à, à. tân như ngọc gào thét tự nhiên cũng truyền vào trong tai lý vân tiêu nhưng mà hắn chỉ cười xùy cho qua, đi thẳng tới đấu giá hội. Đấu giá hội dựng tạm thời trên địa chỉ ban đầu của Vạn Bảo Lâu Thương Hội, vận dụng mấy ngàn tên công nhân đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong 3 ngày, quy mô còn lớn hơn lúc trước nhiều. Trong gian phòng khách quý, hội chủ đấu giá hội lần này do ba phương phụ trách, Đinh Linh Nhi, Bách Lý Công Cẩn cùng Ngụy Hồng Phúc đã sớm tụ tập trong phòng, đấu giá hội to như thế đã hấp dẫn không ít người. Lý Vân Tiêu vừa tiến đến, ba người lập tức đình chỉ chủ đề, lộ ra vẻ tôn kính. Bách Lý Công cần nói có ý khác. Vân Tiêu Đại Sư, vừa rồi Bách Lý ta cảm nhận được trên không trung và ở đầu thành có động tĩnh gì đó à. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ giật mình, chuyện bên ngoài thành cũng không có sao cả. Về phần dị động trên không trung vừa rồi, quả nhiên không có tránh được thần thức của Bách Lý Công Cần. Đối phương chính là lục giai thuật luyện sư, hồn lực chỉ mạnh chứ không yếu hơn hắn. Ha ha, chỉ là một ít chuyện lông gà vỏ tỏi tiểu đà tiểu nháo mà thôi, làm cho bách lý đại nhân quan tâm rồi lý vân tiêu tùy ý qua loa nói ra bách lý công cần cũng vô cùng yêu quý tài hoa của lý vân tiêu khuyên nhủ nói vân tiêu đại sư ngươi ở ngoài thành thiết trí phí tổn vào thành cao như vậy hiện tại có thể giàu có nhất thời nhưng mà lại chôn tai họa cho bản thân ấy đinh linh nhi cũng lo lắng nói vân thiếu người tới thành viêm vũ tham gia đấu giá không có ai là không phải người của thế lực lớn trong hỏa ô đế quốc ngươi thoáng cái đắc tội toàn bộ bọn họ như vậy quá không có lý trí rồi. Trong mắt bọn họ xem ra, chỉ là một thành viêm vũ sao đủ chống lại nhiều thế lực của hỏa ô đế quốc. Huống chi tất cả cũng không phải là người hỏa ô đế quốc, phần nhiều là thế lực ở nơi khác thẩm thấu vào, không cẩn thận sẽ rước họa vào thân. Ngụy Hồng Phúc biểu lộ xem náo nhiệt, mở miệng cười nói. Một trăm vạn khối trung phẩm nguyên thạch là phí tiến vào đấu giá hội, nếu như không có tinh thạch mua đồ, oán khí này sẽ bạo phát, hắc hắc. Lý Vân Tiêu khoan thai nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói. 100 vạn phí tiến vào đấu giá hội. Không, đó là phí vào thành. Tham gia đấu giá còn phải xuất ra thêm 100 vạn nữa. Cái gì? Ba người đều trực tiếp cả kinh cắn đầu lưỡi, đau tới mức run rẩy, Cả đám mở to mắt nhìn qua hắn. Lý Vân Tiêu vẫn điềm tĩnh cười một tiếng, liền phối hợp ngồi xuống, châm trà uống một mình. Chấm chấm chấm. Bên ngoài thành viêm vũ trải qua giáo huấn bằng máu, tất cả mọi người đã trung thực không nói đến thực lực của mọi người bị trận pháp áp chế, đánh nhau sẽ có hại chịu thiệt. Cho dù không có hạn chế, bản thân mình tới vì tinh thạch danh ngạch, mà danh ngạch đang nằm trong tay của người ta, làm đối phương bực tức, không mua được tinh thạch thì càng đáng tiếc hơn. Cho nên một đám thành thành thật thật nhịn đau nhỏ máu xếp hàng vào thành. Nhưng phần oán hận này vùi sâu trong lòng, tự nghĩ về sau chắc chắn phải trả thù. Tiếp theo, tiễn đa đa hô một tiếng, liên phúc đông một tiếng, một túi chữ vật ném lên mặt bàn. Hắn quen tay lấy xem, trong giây lát đồng tử co rút lại, hoảng sợ toàn thân chấn động. Chỉ thấy trong túi chữ vật là một đồng tiền bình thường, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, đúng là tiền bình thường lưu thông trên Thiên Vũ Đại Lục, nó còn là loại giá trị nhỏ nhất, là đồng tệ. Nhìn ấn ký đồng tệ trong túi chữ vật, toàn thân của hắn như bị kích thích thật lớn, không ngừng run rẩy, một tay đình trệ ở giữa không trung, không cách nào đặt xuống. Ha ha, đã lâu không gặp a, thì ra là phế vật ngươi một năm không gặp đã vội chạy tới Nam vực làm chó giữ nhà cho người ta, bay quầy thu phí vào thành. Chật chật, thật có tiền đổ, ha ha ha. Chủ nhân túi chữ vật dùng ngữ khí chưa tức lạnh lùng mỉa mai. Tiễn đa đa cũng không có ngẩng đầu lên, nhưng mà nhìn xiêm y của chủ nhân túi chữ vật là sợi màu bạc, cũng thuê ấn ký trên đồng tệ. Ánh mắt hắn đã đỏ bừng, trong con người xuất hiện sắc khí lang lệ. Dường như nội tâm cực kỳ dãy ruộng, sau một lúc mới thở ra. Hắn thu liễm cảm xúc của mình, đưa tay phải tới trước, lấy túi chữ vật tới, dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Giao tiền, có thể lăn vào. Chủ nhân túi chữ vật đứng lại mấy hô hấp, hư lạnh một tiếng sau đó đi vào nội thành, nhưng lời mỉa mai vẫn chuyển tới. Ngươi phế vật này, đời này cũng chỉ xứng làm chó giữ nhà mà thôi. Sát ý trong mắt tiễn đa đa lóe lên rồi biến mất, khôi phục bộ dáng không hề bận tâm, tiếp tục làm việc thu tiền. Mà tiêu khinh vương đứng cạnh nhìn toàn bộ quá trình vào trong mắt, khẽ nhíu mày lâm vào trầm tư ấn ký đồng tệ kia dường như đại biểu cho cái gì đó hắn chỉ cảm thấy có ấn tượng rồi lại nhất thời nhớ không ra làm sao hắn ân cần hỏi người nọ là ai ngươi không sao chứ tiễn đa đa lắc đầu cười khổ nói hắn trước kia là ca của ta hiện tại đã không phải rồi tiêu khinh vương tức cười nhìn qua bộ dáng tiễn đa đa dường như không muốn nhiều lời cũng không tiện hỏi tiếp lý vân tiêu ra tay giết người tuy người vào thành phàn nàn rất nhiều nhưng lại không có xảy ra bất cứ xung đột nào cả. Mấy vạn người nhanh chóng giao phí vào thành, thành thành viêm vũ vốn rộng lớn cũng trở nên chen trúc, toàn bộ tiến tới phòng đấu giá. Một trận chiến trên Quỳnh Hoa Đảo, ba nước chỉ cho phép thế lực không được phân phối danh ngạch tham gia. Mà lần đấu giá hội này không có hạn chế như thế, chỉ cần là người hỏa ô đế quốc đều có thể tham gia. Hơn nữa tinh thạch danh ngạch cuối cùng chảy đi đâu không ai quản, cho nên rất nhiều người của thiên hương đế quốc cùng mộc húc đế quốc cũng vụng trộm lèn vào làm cho tất cả mọi người tức giận thổ huyết là thời điểm tiến vào phòng đấu giá vẫn phải giao 100 vạn trung phẩm nguyên thạch. Lần này thì có cường giả vũ hoàng đoạn Việt tự mình tọa chấn, hơn nữa bên người còn dựng giới thần bi chấn ở đó, dường như muốn lập uy. Tất cả mọi người sắc mặt âm trầm, giao nạp nguyên thạch với ánh mắt đầy oán độc. Tính toán sau khi Tu Di Sơn kết thúc, sẽ thu cả vốn lẫn lãi trở về. Hiện tại đang ở địa bàn người ta, thực lực lại bị hạn chế, tất cả chỉ giận mà không nói gì, cả đám tức giận đi vào phòng đấu giá, không có ai có sắc mặt tốt. Trong phòng khách quý, Bách Lý Công cần ba người đầu óc choáng váng, bọn họ bắt đầu nghe Lý Vân Tiêu nói ra thì còn chưa quá tin tưởng, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực. Tham gia đấu giá hội một lần đã giao 200 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, đây chính là xảo trá người ta tới chết. Sau đó người ta không tìm người liều mạng mới là lạ. Thần sắc Lý Vân Tiêu vẫn lạnh nhạt, dường như hắn thờ ơ với biểu lộ của mọi người nội tâm của hắn thập phần rõ ràng xảo trá không kiêng nể như thế sẽ có hậu quả gì nhưng hắn càng hiểu rõ thế giới này càng chú ý dùng thực lực nói chuyện hắn hiện tại nắm giữ cửu cung vô trần trận thái hư thiên đô bảo trận cùng đại nhật kim quang kiếm trận phòng ngự cả thành viêm vũ không dưới bất cứ thế lực siêu cấp nào tại nam vực hắn càng nắm chắc làm người nháo sự không thể còn sống đi ra huống hồ lần tu di sơn mở ra này còn phải dựa vào rất nhiều nguyên thạch để mở hỏa chi vực dưới ra hơn nữa bằng vào linh khí trong tu di sơn tẩm bổ thực lực của tất cả mọi người sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa chỉ cần nguyên khí dồi dào, hắn còn có thể tăng đẳng cấp 3 trận pháp ở thành viêm vũ lên mấy đẳng cấp. Đến lúc đó cho dù là tụ thiên tông có tới, trong nhất thời nửa khắc cũng không thể phá vỡ. Huống hồ. Hắn mỉm cười nhìn qua ba người trong phòng khách quý, hiện tại vạn bảo lâu, thuật luyện sư công hội và thiên nguyên thương hội đều cột chung một chiếc thuyền. Đến lúc đó thành viêm vũ thật gặp chuyện không may, ba phương này không có khả năng bỏ mặc. Có ba hậu thuẫn này tồn tại, cả nam vực hắn đúng là không kiêng nể ai cả. Thần thức Bách Lý Công cẩn cường đại nhất, cảm nhận được Lý Vân Tiêu vui vẻ, cảm giác cảm thấy toàn thân nổi da gà, cảm giác không tốt quanh quẩn trong lòng, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Hắn ho khan hai tiếng, nói, Vân Thiếu, người đã tới gần đủ rồi, có thể bắt đầu. Từ vào thành cho tới vào cửa đấu giá hội, phí bỏ ra cao tới 200 vạn trung phẩm nguyên thạch. Tuy làm đa số người thống hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà không cách nào ngăn cản bọn họ nhiệt tình với danh ngạch. Rất nhanh đấu giá hội sức chứa hai vạn người đã bị nhét đầy. Hà Phong cùng Thủy Lạc Yên cũng ngồi yên trong một góc, nhìn qua tiêu chí thiên nguyên thương hội, thuật luyện sư công hội cùng vạn bảo lâu ba đại thế lực ở trung tâm sảnh đấu giá, sắc mặt bắt đầu âm tình bất định. Hà trưởng lão, đấu giá hội này vì sao dùng thiên nguyên thương hội làm chủ? Thuật luyện sư công hội cùng vạn bảo lâu rõ ràng đồng ý ở phía sau. Đúng là quái gì à? Trong mắt Thủy Lạc Yên lóe dị sắc, nghĩ tới Đinh Linh Nhi thì nàng ẩn ẩn tức giận. Dường như mỹ nữ với nhau có địch ý trời sinh. Hà Phong cười lạnh nói, "Cũng không biết Thiên Nguyên Thương hội trả giá lớn bao nhiêu, vậy mà mời được thuật luyện sư công hội cùng Vạn Bảo lâu giữ thể diện. Hừ, vậy thì thế nào, chỉ cần thương minh hai lần không thể tiến vào thành viên ban trị sự, Thiên Nguyên Thương hội sẽ biến thành lịch sử." Thủy Lạc Yên nói, "Một năm trước sau trận chiến với nàng, cũng không biết hiện tại thực lực của nàng như thế nào." ta dự tính trong thương minh có thể xếp trước 10 tên. Lần này Tu Di Sơn mở ra đối với nàng vô cùng trọng yếu, rất có thể mượn lần này tăng thực lực lên nhiều. Hừ, chẳng lẽ tự nàng tiến vào Tu Di Sơn sao? Nếu như ta không có đoán sai, lần này đệ tử thương minh có cơ hội tiến vào top 10 không ít. Hơn nữa đều là thế lực siêu cấp, đều không ngoại lệ sẽ tiến vào trong đó. Lần này đi Tu Di Sơn ngươi phải cẩn thận vạn phần, lấy an toàn làm đầu. Hà Phong cẩn thận dặn dò, Thủy Lạc Yên là hậu bối thiên tài của Mạn Đa Thương Hội, nếu như xảy ra chuyện gì, sau khi hắn trở về sẽ khó toàn mạng. Yên tâm đi, Hà trưởng lão, ta vừa vặn muốn biết một chút về những thiên tài bảy đại siêu cấp thế lực kia rốt cuộc là như thế nào. Trong mắt Thủy Lạc Yên hiện ra vẻ chờ mong, chiến ý ngưng tụ. Hà Phong nhíu mày, hắn dường như đã dự liệu lần đi tu di sơn này sẽ không đơn giản. Giờ phút này trên ghế đấu giá hội đã có một lão giả, chính là người mai ra chuyên xem xét các loại chân bảo. Đấu giá hội lần này do Thiên Nguyên Thương hội và Thuật luyện sư công hội cùng Vạn Bảo lâu tổ chức, do lão hủ chủ trì. Những lời này khiến rất nhiều người nghe nhớ mày, trong đó dường như ẩn chứa cái gì đó, đều cẩn thận suy nghĩ. Lão hủ họ Mai. Lão giả khẽ cười nói, lần này sẽ lấy 1083 khối tinh thạch danh ngạch tham gia Tu Di -Gi Sơn làm chủ, còn có một chút chân PHA của Thuật luyện sư công hội cùng Vạn Bảo lâu cung cấp tiến hành đấu giá đan sen. Người trả giá cao được quy củ ta không nói nhiều, lần đấu giá này bắt đầu. Hắn chỉ giới thiệu sơ lược hắn họ mai như vậy là đủ. Cái dòng họ này trong phòng đấu giá chính là một thương hiệu chói mắt. Vì sinh động hào khí, kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là một quả tinh thạch danh ngạch. Không có hạn mức cao nhất, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn trung phẩm nguyên thạch. Mai lão tiên sinh sốc khay che lên, lập tức lộ ra một viên tinh thạch ẩn chứa phù lục kỳ quái, tản ra ánh sáng nhạt bản thân tinh thạch không ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa, nhưng lại làm tất cả mọi người chảy nước miếng. Đồ chơi này hơn một ngàn khối, một lần vậy mà đập một khối, vậy thì phải đấu giá tới khi nào? Lập tức có người bất mãn phàn nàn, nhưng lúc này vẫn có người ra giá. Mười vạn trung phẩm nguyên thạch. Một gã đại hán nhướng mày, quát. Như vậy đập tới khi nào? Hai trăm vạn trung phẩm nguyên thạch. Ngay cả phí tiến vào thành và vào đây đã tốn hai trăm vạn nguyên thạch, Giá tiền tinh thạch sẽ không thấp hơn con số này. Giá cả rất nhanh đã tăng vọt lên cao hơn, nhưng hô giá chỉ là một ít âm thanh thưa thớt, dường như những thế lực lớn không có lo lắng. Dù sao mới là khối tinh thạch đầu tiên, bọn họ còn chưa để vào mắt. Tất cả đều giữ lại nguyên thạch chờ đại thủ bút. Cuối cùng khối tinh thạch danh ngạch đầu tiên dùng cái giá 430 vạn khối trung phẩm nguyên thạch thành giao, nam tử trẻ tuổi lấy được thì tâm tình kích động, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi chạy lên bục. Hiển nhiên mục tiêu của hắn chỉ là một khối mà thôi, hiện tại đã được như nguyện, cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Mai lão tiên sinh cười nói, lần đấu giá này sẽ rất đặc sắc, ta có dự cảm, lần đấu giá tổng danh ngạch sẽ là truyền thuyết cả đời của ta. Lão hủ cũng phi thường kích động, kế tiếp bán 10 miếng tinh thạch, buộc chặt đấu giá, thỉnh chư vị lên giá. 10 miếng, chính là 1.000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Lập tức đã có người kêu lên, 10 miếng cũng không phải số lượng nhỏ, lập tức không ít thế lực đã bắt đầu đấu giá. Hào khí trên đấu giá hội cũng trở nên khẩn trương lên. Trong phòng khách quý, mấy người lặng lặng nhìn qua tình cảnh đấu giá, Bách Lý không cần nhịn không được nói ra. Lần đấu giá này chỉ sợ Vân Tiêu Đại Sư sẽ trở thành đệ nhất phú ông của Nam Vực. Trong đầu Lý Vân Tiêu nhanh chóng tính toán số tinh thạch, đã sớm cười tươi như hoa, nói. Bách Lý Đại Sư nói thế là múa dìu qua mắt thợ, so với vạn bảo lâu chấp trưởng cả Nam Vực, ta làm gì dám nói giàu nhất Nam Vực chứ? Ngụy đại nhân sợ rằng nội tâm đang cười lạnh đấy. Ngụy Hồng Phúc cười khổ nói: "Vân thiếu chê cười rồi, đấu giá bực này, số lượng nguyên thạch to lớn, ta cũng cảm thấy kinh hãi. Sợ rằng những thế lực truyền thừa mấy ngàn năm tại Nam vực này cũng không bằng. Nhưng mà bởi vì tài không lộ ra ngoài, lần này Vân thiếu sợ rằng sẽ bị không ít người nhắm vào." Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra thần sắc rét lạnh, không cho là đúng nói. Nếu như bọn chúng muốn tìm chết, ta không ngại thành toàn bọn chúng. Đầu năm nay muốn sống lâu dài không chỉ dựa vào thực lực, nhiều khi chết hoàn toàn là vì ngu xuẩn. Trong nội tâm Ngụy Hồng Phúc của quái, hắn thật sự không rõ ràng Lý Vân Tiêu có lực lượng tới từ nơi nào, nhưng nhìn bộ dáng của hắn cũng chẳng giống người lỗ mãng. Nhưng mà loại thực lực và khí độ này, trong đồng lứa đúng là ít người có được. Hắn đưa mắt nhìn Đinh Linh Nhi, lập tức lâm vào trầm tư. Bách Lý Công cần mỉm cười, trong lúc này mở miệng khẽ cười nói. Đến phiên vật phẩm cất chứa của ta rồi mấy người nhìn qua sảnh đấu giá lần này do bốn đại hán mình trần mang hòn sắt ra lập tức đều tò mò mai lão tiên sinh mỉm cười nói kế tiếp là một kiện vật phẩm đan sen đấu giá do thuật luyện sư công hội cung cấp bên trong là một bộ lục giai huyền khí chiến giáp ma thương bốn đại hán mở hòm sắt ra lập tức kim quang tràn ra ngoài một bộ trang bị xa hoa hiện ra trước mặt mọi người hình dạng hơi cổ quái trên bộ chiến giáp màu vàng này có đặt một cây trường thương màu đen Hai chủng màu sắc không hài hòa trùng kích thị giác của mọi người, nhưng trường thương này bắn ra sát ý lập loè lại dung hợp với kiện chiến giáp kia, lại làm cho tâm thần người ta dùng mình không ngừng tâm động. Trời ạ, à, dĩ nhiên là tổ hợp huyền khí, một bộ nguyên vẹn. Bên dưới lập tức có người động tâm, hai mắt thả ra hào quang. Tất cả mọi người tâm động không thôi, lục giai huyền khí đã chân quý tới cực điểm, cho dù là thế lực truyền thừa mấy ngàn năm cũng ít khi nhìn thấy. huống chi là một bộ tổ hợp cùng một chỗ thường thường có công năng không thể tưởng tượng nổi. Đây là một kiện vật phẩm đấu giá khiến người ta không ngờ tới, vốn chỉ nhắm vào tinh thạch mà đến. Cho dù có xen kẽ một ít vật phẩm đấu giá cũng sẽ chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng không ngờ lại có vật phẩm giá trị to lớn như vậy xuất hiện. Những thế gia tông phái mang theo không đủ nguyên thạch thì sắc mặt trầm xuống, cực độ xoắn suýt. Mà trái lại những người mang đủ nguyên thạch thì nội tâm mừng thầm, nhưng tâm thần bất định. Dù sao loại vật này tại Nam vực mà nói quá mức nghịch thiên. Một ít võ giả bình thường nhìn qua thì cười khổ, thứ này bọn họ họ nghèo kiết xác, làm sao mua được. Nhưng có không ít đệ tử của ba vực khác lần vào trong này thì là khinh thường hừ lạnh. Loại vật này tuy chân quý, nhưng trong tông môn của bọn họ đã thấy nhiều. Thủy Lạc Yên cười nhạo nói, bộ tổ hợp huyền khí này không có gì hơn thế này, vậy mà cũng có thể khiến cho đám người này sợ hãi kêu to. Hà trưởng lão nói đúng, địa phương chim không thèm ỉa như nam vực này, tất cả đều là người chưa thấy qua các mặt xã hội. Hà Phong nhìn chằm chằm vào Huyền Khí và Lâm vào trầm tư, lắc đầu nói: "Mấu chốt không phải bộ Huyền Khí này, mà là ngụ ý ẩn sau lưng Huyền Khí. Phải biết rằng tại Nam vực thuật luyện sư có thể luyện chế ra vật này, tuyệt đối không vượt qua một bàn tay. Bộ Huyền Khí này được mang ra đấu giá, đủ để chứng minh thuật luyện sư công hội ủng hộ lần đấu giá này. Ta lo lắng là Thiên Nguyên Thương hội có thể đạt thành hiệp nghị với thuật luyện sư công hội và được bọn họ ủng hộ." Thủy Lạc Yên nghe xong giật mình nói: Đinh Linh Nhi nếu có năng lực lớn như thế, thuật luyện sư công hội chư siêu nhiên gia, căn bản sẽ không nhúng tay vào tranh đoạt của các thế lực lớn, đây là chuyện thế nhân đều biết à. Hà Phong cười khổ thở dài. Người đấy, một lòng chỉ cố tu luyện, lại còn trẻ tuổi. Trên đời này làm gì có thế lực siêu nhiên ra ngoài phàm tục, chỉ cần đặt mình trong đại lục này thì không cách nào siêu nhiên. Thuật luyện sư công hội sở dĩ làm cho người ta cảm giác siêu nhiên, đó là bởi vì thực lực của bọn họ cường đại tới mức khinh thường các loại tranh đấu, nhưng nếu có đầu đủ lợi ích, hừ hừ. Thủy Lạc Yên nhíu mày nói. Thiên nguyên thương hội vừa vỡ bình, làm gì có lợi ích khiến thuật luyện sư công hội động tâm chứ? Sợ chỉ là đà động phân bộ thuật luyện sư ở hỏa ô đế quốc mà thôi, chỉ là một phân bộ cấp 3, cũng chỉ có một gã lục giai tông cấp thuật luyện sư tọa chấn, không có gì hay lo lắng. Hà Phong cao mày, không hề nói gì, nội tâm vẫn nghi ngờ, thật đúng là đơn giản như vậy sao? Lục giai thuật luyện sư Bách Lý Công Cẩn là đệ tử của vị đại nhân kia đấy hắn hơi thở dài, hy vọng là ta nghĩ nhiều, liền không hề nói gì, tiếp tục quan sát cuộc đấu giá. Lý Vân Tiêu trong phòng khách quý con mắt sáng ngời, khen Bách Lý Đại sư lại chuyển bảo bối này ra, vậy mà không lộ ra một tia tiếng gió nào cả. Bách Lý không cần khiêm tốn cười nói, đây là một kiệt tác ta luyện trước lúc trước khiến ta thỏa mãn, chỉ sợ lại không lọt vào pháp nhãn của Vân Thiếu, hẳn là Vân Thiếu cũng có ý muốn mua. Lý Vân Tiêu cười nói, ta đúng là muốn mua nhưng giá tiền này đã rất cao. Nếu như Bách Lý Đại Sư lúc trước lộ tiếng gió, ta có thể phối hợp làm tuyên truyền nho nhỏ, khiến cho người ta mang nguyên thạch đủ nhiều, sẽ tăng giá không ít đấy. Bách Lý không Cần im lặng nở nụ cười khổ. Hắn còn tưởng rằng Lý Vân Tiêu có ý với tác phẩm này, đang đắc ý muốn thỉnh giáo một ít, lại là vì chuyện này à. Bộ huyền khí này tổng cộng do 7 kiện lục giai huyền khí tạo thành, phân biệt là ma thương, mũ giáp, chiến giáp, bảo vệ tay, dây chiến, miếng lót vai, hộ eo. Mỗi một kiện đều là lục giai tồn tại, tổ hợp cùng nhau còn bổ sung một chiêu bá tuyệt hợp thành vũ kỹ, ma viêm sát. Mai lão tiên sinh dường như cũng kích động, thập phần thưởng thức vút ve bộ huyền khí này, cười nói. Bộ huyền khí này có lẽ không có chân quý bằng 10 viên tinh thạch đặt cùng một chỗ, nhưng tuyệt đối là kỳ chân khó cầu. Lão hủ chủ trì đấu giá nhiều năm như vậy, bảo bối chân quý như thế không nhiều. Đấu giá kế tiếp, không có giá thấp nhất, mỗi lần tăng giá ít nhất 10 vạn trung phẩm nguyên thạch toàn trường lâm vào trầm mặc ngắn ngủi liền bắt đầu điên cuồng báo giá không ít thế lực lớn tình nguyện giảm đi một ít tinh thạch danh ngạch cũng muốn đem bộ huyền khí này mang về làm chấn tộc chi bảo cuối cùng một tiểu thế lực của hỏa hô đế quốc dùng bốn ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch mua đi nhưng tất cả mọi người biết rõ sau lưng tiểu thế lực này còn có quốc gia hoặc là thế lực lớn khác chống đỡ cũng không ai dám đánh chủ ý gì đó rốt cục một ngày sau đó toàn bộ đấu giá chấm dứt tất cả mọi người toàn thân mệt mỏi đổ mồ hôi Mai lão tiên sinh ít hầu bốc hỏa, vô cùng khổ cực. Không chỉ có hơn 1.000 miếng tinh thạch bán ra giá cao nhất trong cuộc đời chủ trì đấu giá của hắn, những vật phẩm do thuật luyện sư công hội cung cấp sen kẽ cũng cực kỳ chân quý, đoạt được nguyên thạch cũng không ít hơn tinh thạch bao nhiêu. Mà cơ hồ tất cả người tham gia trên cơ bản túi trống rỗng, nhưng tất cả vô cùng vui mừng vì thu hoạch tràn đầy. Có mấy người không đạt được thứ gì tất cả đều mặt âm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước, nếu không phải trên đường bị bóc lột 200 vạn trung phẩm nguyên thạch. Như vậy cũng kiếm ít nhất một khối tinh thạch, lúc này tất cả oán khí đều tính lên đầu Lý Vân Tiêu. Trong phòng khách quý, bốn người Lý Vân Tiêu nghe báo cáo kết quả, tuy sớm có đoán trước, nhưng nghe thu được trăm ức trung phẩm nguyên thạch thù cả kinh ngây ngốc. Ngụy Hồng Phúc, Đinh Linh Nhi, Bách Lý Công Cẩn không ai không phải người nhìn thấy các mặt xã hội, nhưng mà bị lần đấu giá này chỗ hù sợ. Người bình tĩnh duy nhất là Lý Vân Tiêu, tăng thêm phí vào thành và phí vào đấu giá hội, ổn thỏa thu được trên trăm ức nguyên thạch. Ba vị tạm thời nghỉ chân trong thành, hai ngày này ta muốn bế quan một hồi, không nên quấy rầy. Tu di sơn mở ra thì ta sẽ biết, đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất quan. Lý Vân Tiêu trực tiếp mang theo trên trăm ức nguyên thạch rời khỏi đấu giá hội, đi vào trong mật thất phủ thành chủ bế quan. Hừ, lại có kẻ không sợ chết. Hắn nhướng mày, tiện tay bắt pháp quyết, ấn quyết hiện ra trong lòng bàn tay trên không phủ thành chủ xuất hiện vạn đạo kim quang, hóa thành vô số chuôi kiếm khí đánh xuống. Lúc này trong thành chủ phủ hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên kinh hoàng tàn ra, bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Những kẻ này trong lòng cực kỳ bất mãn, nghĩ cách lẻn vào trong phủ thành chủ. Vèo, vèo, vèo. Kiếm quang giao thoa chém xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, trong chớp mắt hơn 10 đạo nhân ảnh toàn bộ bị chém giết tại chỗ. Những người này bản thân thực lực cũng không tầm thường, nhưng ở dưới cửu cung vô trần trận chế ước không thể phát huy lực lượng. Máu tươi cùng phần còn lại của chân tay cụt và thi thể rơi xuống đất, lập tức cả phủ thành chủ yên tĩnh tới quỷ dị. Ở xa xa có không ít người nhìn qua cảnh này, ý nghĩ trong lòng không giống nhau, vốn lấy cười lạnh chiếm đa số. Đều muốn nhìn một chút trước khi chuyến đi Tu Di Sơn chấm dứt, thành viêm vũ làm sao có thể thừa nhận được rất nhiều thế lực trả thù. Giờ phút này cách Tu Di Sơn mở ra còn hai ngày nữa, trên bầu trời ẩn ẩn truyền ra âm thanh nổ vang, giống như một loại ý cảnh cổ xưa từ phương xa truyền tới. Cả nam vực hơn 10 cao thủ đỉnh cấp xuất hiện tại thành viêm vũ, ẩn độn vào trong hư không, phụ trách giám thị động tĩnh tất cả đại thế lực, chủ yếu bảo đảm an toàn cho đệ tử các phái. Những kẻ bị Lý Vân Tiêu dùng đại nhật kim quang kiếm trận chém giết đều là một ít đệ tử tiểu môn phái không thể mua được tinh thạch, xin lòng oán hận, chết cũng không ai đi quản.